xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến như chúng ta đã biết tộc trưởng vương văn sáng đã bàn với vợ về việc định gả nàng út cho tên cận vệ cố sầu ông cũng đã gọi cố sầu lên để dò ý có lẽ chính tộc trưởng cũng không ngờ về tham vọng và tâm địa hiểm sâu của tên đội trưởng đội vệ binh dị tướng khi quyết định trao cuộc đời con gái duy nhất cho hắn lòng cha đã quyết nhưng trái tim con gái đâu dễ lay chuyển nàng út lập tức phản ứng quyết liệt thậm chí tuyệt thực khi bị tộc trưởng giam lòng trong buồng trong lúc rối ren nhất chẳng ai còn lòng dạ nào để tâm tới chuyện bà tộc ngã bệnh mãi tới khi bà ốm nặng tới mức thầy lang cũng lắc đầu ra về tất cả mít sực tình đứng trước giờ khắc sinh tử người đàn bà ấy vẫn nghĩ cho tộc trưởng người chồng bao năm đồng sàng dị mộng cũng chính lúc này tộc trưởng Vương Vẩn Sáng mới nhận ra nỗi mất mát của người đàn ông mất vợ. Người đàn ông không thể hòa lấp trong vợ nỗi hoang mang về hình ảnh người đàn bà đã choán ngập trái tim chồng mình. Sự hiện diện của bà tộc trong đời sống tinh thần của tộc trưởng và nàng út tưởng nhỏ nhoi mở nhạt. Thế nhưng giờ đây khi bà mất đi, để lại một khoảng trống mênh mông, những lời trăng trối cuối cùng của người mẹ vừa khuất có lay động và làm tê liệt lý lẽ trái tim của nàng út. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiểu thuyết Chuyện tình khao vai của tác giả Nguyễn Thế Kỳ. Người ta đưa bà tộc từ buồng ra, đặt ở giữa sân khách, một lớp vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Trên mặt bà là một tờ giấy vàng miệng bà ngậm một viên đá và mấy miếng bạc cắt ra từ đồng bạc trắng người cùng ngậm đá ngậm bạc với bà chỉ có duy nhất một mình út nhà người ta đông con cháu có khi phải chuẩn bị cả một đĩa to mới đủ út mặc áo trái chân đi đất không vấn khăn và bị cấm không được mở miệng ra mở miệng thì đá với bạc sẽ rơi ra mất nhỡ hồn ma mẹ có hỏi gì mà út trả lời thì út sẽ chịu ốm đau liên miên không có cách nào chữa được út không nghĩ được gì quỳ bên cạnh mẹ nước mắt cũng không chảy nữa miếng bạc ở trong miệng lạnh buốt càng ngậm càng lạnh ai nói gì mặc kệ út chỉ muốn được mẹ hỏi một câu gì cũng được nếu không thì mẹ hãy trả lời cho út một câu tại sao mẹ bỏ đi vào đúng lúc út cần mẹ nhất mẹ trả lời thì út đi theo mẹ cũng được nhưng mẹ vẫn nằm yên ở kia người ta đã đặt mẹ vào trong quan tài để thầy mo chuẩn bị làm lễ mẹ chỉ mong con lớn không lớn thì mẹ làm lễ không cao to thì mẹ thêm hồn lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời mấy câu hát trong lễ cúng gọi vía năm nào năm nào tự dưng ngân lên trong tai út trở đi trở lại không cao to thì mẹ thêm hồn lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời giờ thì mẹ đã lên trời rồi mà chẳng cần lấy gì làm cầu thang cả thầy mo đến thầy đi trước trống đi sau cố sầu và chỉnh xiềng đi đón trống hai người kéo hai vạt áo che kín trống để đi về nhà không được cho ánh sáng mặt trời chiếu vào trống nếu để mặt trời chiếu vào trống sẽ bay lên trời mất người làm đã kịp dựng một cái giàn để treo trống lên sát chỗ mẹ nằm thầy mo cầm cái dùi đánh vào chính giữa ngôi sao trên mặt trống tiếng trống còn âm vang gấp nhiều lần tiếng tù và tù và chỉ để báo cho tổng biết nhà có người vừa đi còn trống thì để báo tin lên tận trời tất cả tổ tiên ở trên trời tất cả các vị thần linh đều biết bà độc không còn nữa mò hát suốt ba ngày ba đêm hát tiễn mẹ đi cho thanh thản và thay mẹ dặn dò con cháu trong những người đến chia buồn có cả những gia đình đã định xin út về làm con dâu đủ mặt người sống có thể đi qua mặt nhau nhưng người đã chết thì ai ai cũng muốn đến chào một câu chào cho người chết ra đi yên lòng trong các món lễ có một món to của cố sầu hai con gà một con lợn con xếp lên lưng một con lợn to đã mổ thịt thêm ba con ngựa giấy đấy là lễ của con rể đối với mẹ vợ theo phong tục của người ráy ai cũng nhận ra việc cố sầu sắp thành con rể tộc trưởng khiến nhiều người ngạc nhiên chưa có đời tộc trưởng nào gả con gái cho người hầu dù là thân cận đến đâu dù là yêu quý đến đâu rốt cuộc nó vẫn là người hầu một bước cho nó lên tận đỉnh núi không phải tranh giành với ai có cái gì đấy không đúng mấy nhưng mà kệ thôi đâu phải việc nhà mình út thì không biết rằng trong nhà đã có món lễ hai con lợn thịt ba con ngựa giấy hơn thế nó còn là của cố sầu đám tang to nhất tổng luôn là những đám của nhà tộc trưởng dù là con dâu hay con trai đã về làm người nhà tộc trưởng thì sẽ được làm đám tang thật to lúc chết nói như thầy mo thì cứ yên tâm mà chết thế nào cũng có đám tang to thế nào người chết cũng được ra đi an toàn vui vẻ nhanh gặp mặt tổ tiên ở tầng trời không bao giờ có chuyện phải xuống âm phủ hay kiếp sau phải làm động vật không ai muốn xuống âm phủ sau khi chết âm phủ chật hẹp đi một bước cũng va vào nhau đàn bà phải điệu con ở bắp chân bao dao phải buộc vào cổ chân chả ai muốn xuống cả tổng đưa tiễn bà tộc ra rừng đoàn người đi dọc bờ sông đi xuyên qua những cánh đồng đang bỏ không mặt ruộng có những vết nứt chằng chịt những gốc lúa đã cắt bạc trắng sẽ phải chôn mình ở đấy suốt mùa đông tới đến tận lễ róng bọc mới được những mũi cầy đào lên con đường mòn này là nơi bà tộc thường tha thần đi một mình khi đang mang thai út trong bụng người hầu cũng không cho đi theo cứ dọc theo con đường mòn ấy nửa ngày thì sẽ về đến nhà bố mẹ đẻ bố mẹ không còn ông bà ngoại cũng không còn vợ chồng, em trai và các con đang sống trong ngôi nhà tổ tiên để lại. Người về đấy nhiều nhất lại không phải là bà mà là út. Út thích về nhà cậu chơi với các em trai. Ba đứa gần ngang tuổi nhau, chơi gì cũng vui, không ai quát mắng, không ai cào nhau. Bà Tộc đi dọc sông suốt mùa hè, mỗi ngày cái bụng lại to thêm một ít, bước chân đi nặng nề hơn một ít. Nước sông mùa hè đục ngầu chảy cuồn cuộn dữ dội trong những ngày mưa kéo dài, cuốn theo những cái cây lớn còn nguyên cả cành lá. Đôi khi là một con mèo ướt lướt thướt, bám chặt lấy một cành cây và khóc meo meo một cách tuyệt vọng. Bà đi hết mùa hè, hết mùa thu, đến khi những hạt xương muối bắt đầu rơi xuống và làm tàn úa đi những lùm cây bụi, thì bà sinh con gái bà Tộc luôn nhớ nhà, nhớ những ngày còn bé ở với bố mẹ, em trai, nhớ ông bà ngoại. Càng già càng buồn, càng yếu ớt thì càng hay nhớ. Nhưng kể từ khi ốm, đến khi từ bỏ cuộc đời, suốt gần một năm trời, bà không có lần nào quay về được. Quan tài tám người khiêng, đi như trôi, giữa dòng người dài rằng rặc. nhà vắng đi một người mà như vắng hết tất cả không ai nói gì với ai cơm mang ra lại cất đi chó im lặng nằm bẹp dưới chân cầu thang trâu bò dê ngựa ngủ gật bên máng cỏ tất cả mọi thứ như dừng lại kể cả trời đất gió nắng là tộc trưởng cảm thấy thế khi ông ngồi tựa lưng và lan can ngoài hiên nhà cái tàu dài đỏ rực suốt cả ngày Út ngồi bên trong vách, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chết với cửa ra vào một tí, nên không đối diện với bố. Bây giờ hỏi Út có giận bố không? Út không trả lời được. Má bố đã hõm sâu vào, cầm nhô ra, mắt cũng trũng xuống, cả lưng cũng gù đi. Thỉnh thoảng, Út nhìn bố xuyên qua làn khói thuốc mờ mờ xanh xanh mà bố phả ra. Út với bố ai buồn hơn ai hay là hai nỗi buồn này cộng lại thì có thể kéo cả bầu trời rơi xuống chưa bao giờ út thấy bố mẹ nói chuyện gì vui hay là thấy họ cười với nhau họ có thể cười với út nhưng với nhau thì không bao giờ có cái gì như một bức vách vừa dày vừa kín vừa tối chen vào giữa hai người lớn ấy út không hiểu được có lần út hỏi mẹ vì sao lúc nào trông mẹ cũng buồn vì sao không bao giờ thấy bố mẹ cười với nhau mẹ nói người lớn ai cũng thế khó vui lắm út ạ à? người lớn khó vui có lẽ thế thật giờ út cũng lớn rồi út cũng thấy khó quá chẳng có gì để vui nếu như không định nói rằng ngày nào cũng gặp những chuyện buồn nếu mà cứ như thế này thì thà rằng làm mãi một đứa trẻ còn hơn trên ban thờ hương cháy đỏ suốt ngày đêm khói bay khắp nhà không biết hồn mẹ đã rời đi chưa hay vẫn ở đâu đây chắc mẹ không nỡ muốn xa đứa con gái bé bỏng đang đau buồn bao chuyện cả chuyện mẹ ra đi đột ngột nữa thầy mo đã cúng để hồn có thể rời đi nhẹ nhõm thanh thản không còn lưu luyến gì nữa nhưng không hiểu sao út luôn cảm thấy mẹ vẫn còn ở đây lẫn trong những khói khương kia trong những đồ vật thân thương kia và nhìn xem út đang thế nào út nhớ mẹ quá nước mắt tự dưng chảy ra út muốn được mẹ ôm được ngủ chung với mẹ được ngửi mùi lá cây nhuộm vải thơm lừng trên áo mẹ ngửi mùi hạt mùi cháy ướp đầy trên tóc mẹ út đứng dậy đi ra hiên ngồi xuống cạnh bố bố đặt cái tàu xuống sàn nhà giang cánh tay rộng ra cho út chui vào út thấy những cái xương to của bố gồ lên chạm vào lưng mình tay mình má mình nhớ mẹ quá bố ạ à. bố ừ khẽ bố có nhớ mẹ không út hỏi rất khẽ út sợ bố nói không hoặc là bố im lặng nhưng bố nói có tiếng bố nhẹ như thể gió chỉ tạt qua cũng bay đi mất thế bố có nghĩ mẹ thấy vui khi đi xa không bố xiết nhẹ út vào cánh tay con nghĩ thế à út gật đầu út nhớ nụ cười mỉm của mẹ khi mẹ đã nhắm mắt nụ cười hồng hào như một bông hoa đào sắp bung ra không có mẹ út chỉ còn một người thân duy nhất trên đời là bố lúc này út nghĩ mình sẽ không làm gì để bố buồn nữa út buồn hết cũng được không để bố buồn nữa mẹ đã buồn suốt tuổi thơ của út rồi thực lòng là út đã nghĩ như thế ngày mai út sẽ về nhà chồng nhưng ở bên cạnh út không rời nửa bước nhưng sợ út mệt không đủ sức làm những gì định làm út ngồi trên giường hai chân buông xuống dưới sàn mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ giờ thì bố đã cho người làm mở cửa ra cho út khi bố hỏi út có đồng ý lấy cố sầu không Út gật đầu, gật đầu luôn không cãi câu nào. Bố ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại, Út vẫn gật đầu. Chỉ có Út hiểu tại sao Út lại gật đầu dễ dàng đến thế. Cái cửa sổ mở ra khu vườn, ngoài ấy những luống cải đang bắt đầu ra hoa. Mùa đông đến rồi, chẳng mấy chốc những cây lê cổ thụ kia sẽ rụng hết sạch lá. Chúng dụng lá để đợi mùa xuân đến, đẩy ra những cái mầm xanh và nở hoa đầy cảnh nữa. Là nhìn lúi húi xếp quần áo đồ dùng, vừa xếp vừa dặn, gương em để đây, lược em để đây, quần áo ngoài, quần áo trong chỗ này, khăn ở chỗ này. Nhìn cứ nói, còn út, vẫn im lặng. Trên cái xào dài, bắc qua hai bức vách treo bộ quần áo cô dâu và tấm khăn chùm đầu màu đỏ cô dâu nào cũng phải chùm tấm khăn đỏ ấy lên đầu từ lúc bước ra khỏi cửa buồng đến lúc về tận nhà chồng mới được mở ra đã lâu lắm rồi út không ra khỏi nhà cần mua gì đều sai lải nhinh đi tộc trưởng vẫn chưa yên tâm cho dù út cả ngày ngồi trong buồng chiếc khăn đỏ này là do bà thím dệt cho út. Bà còn thêu trên ấy những bông cúc nhỏ li ti cũng bằng chỉ đỏ. Tấm khăn to, vuông, phẳng phiêu, đỏ rực. Màu đỏ khăn trùm đầu sẽ khiến cho cô dâu nổi bật trong đám cưới, ai ai cũng có thể nhận ra. Cô dâu đi đến đâu như là có đốm lửa cháy lên ở đấy. Là Nhinh đã xếp đồ xong, lấy tấm khăn xuống, thử chùm vào đầu mình, xong đứng thù lù trước mặt út. Út bật cười thành tiếng, nhìn bỏ khăn ra, mặt tươi hẳn lên. Lâu lắm mới nghe thấy tiếng út cười, vui quá. Út nhìn là nhưng đầy thương mến, rồi cũng đến lúc em đội cái khăn của em thôi. Nhưng đỏ mặt, mí môi cười, út hỏi khẽ. Chỉnh riêng về hỏi bố mẹ nó chưa? Nhưng lắc đầu, em không biết. Ôi, việc của mình mà, phải hỏi chứ. Nhìn Lý Nhí đáp, ngại lắm. Út buồn buồn. Lúc nhìn đi lấy chồng, không biết chị đã ở đâu rồi. Út thở dài, Nhưng cũng thở dài. Nhưng đã biết thở dài theo Út từ lúc nào rồi không biết nữa. Cả đêm hai chị em không ngủ, các bà thím bà bác đi ra đi vào hỏi han đủ thứ dặn dò đủ thứ gần sáng út bảo nhinh đóng cửa để thay quần áo đôi giày vải màu xanh thêu hoa đào đặt ở cửa buồng đôi giày ấy cô dâu sẽ dùng để đi đường khi nào đến nhà chồng thì các bà thím phải giấu đôi giày ấy đi cô dâu chỉ được đi chân đất lên nhà chồng đôi giày cô dâu phải mang về nhà mẹ đẻ trời còn chưa sáng nhà trai đã đến cô dâu phải có mặt ở nhà chồng lúc sáng sớm nên lễ đón dâu thường diễn ra từ nửa đêm ai vui ai buồn không biết chỉ biết có đám cưới là lũ thanh niên trai gái thi nhau hát hò rộn ràng vui vẻ rượu rót tràn các chén lũ thanh niên nhà trai phải uống hết một dãy mấy chục bát rượu xếp đầy mặt bàn ngay ở đầu ngõ bà mối lại phải mang phong bao lì xì đến mừng tuổi hết lượt. Vẫn chưa xong, uống rượu rồi, lì xì rồi, còn phải hát nữa. Hát đến khi nào nhà gái cho vào mới được vào. Vui quá, đám cưới nào chả vui chứ nhỉ. Bọn thanh niên đùn đẩy nhau, nói cười trí chóe. Cô dâu mặc quần áo mới, chùm khăn đỏ, đi ra khỏi buồng cố sầu nhìn thấy người sắp thành vợ mình thì vui quá không nói được chân tay run miệng cũng run cô dâu đeo một cái gương trước ngực một cái túi nhỏ đựng hành tỏi và còn ôm theo một con gà trống nữa con gà trống của út hình như còn đang buồn ngủ nên cứ gật gà gật gù kêu không kêu dãy không dãy út sẽ phải mang đủ bằng ấy thứ suốt trên đường về nhà chồng cái gương các bà thím bảo để đuổi tà ma trên đường hành tỏi để có nhiều con cái con gà thì để dẫn đường biết đường sang nhà chồng làm dâu cũng biết đường quay về thăm cha mẹ đẻ như út thì chỉ vài ngày là về với bố thôi cố sầu cũng theo về ở rể luôn cô dâu đi ra đến cửa còn bị bao nhiêu bà cô bà thím các chị em họ ôm chặt lấy nhà trai phải cử người vào rằng co bên thì giữ bên thì rằng cô dâu chỉ sợ khăn trùm đầu rơi ra mất nên hai tay giữ khư khư bốn góc nhà gái phải giữ cô dâu nhưng giữ lòng thôi chứ nhỡ nhà trai không đón nữa thì gay lắm các bà già hay dặn lũ con cháu như thế mà nhà trai thì được dặn là đừng có mạnh tay quá rách áo rách quần thì xui xẻo cả hai bên cuối cùng thì cô dâu cũng được đón ra khỏi nhà nhà chú rể hơi xa nên để cô dâu đỡ mỏi chân thì một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn lũ cháu gái họ hàng bên nhà trai đã tìm mẩn tết bờm ngựa thành những bím tóc lẫn với những dải vải xanh đỏ vàng yên ngựa cũng được phủ vải đỏ. Con ngựa hình như rất vui vẻ với việc được trang trí như cô dâu, chốc chốc lại hí lên khai khẽ. Đoàn đón dâu dài hoàng, đi đến tận đầu lối rẽ vào tổng, vẫn chưa hết cái đuôi. Cô dâu ngồi yên trên lưng ngựa, chú rể đi bên cạnh cầm dây cương. Chốc chốc chú rể lại hỏi một câu, mệt không, đói không, đêm qua ngủ được không? Cô dâu im lặng chẳng nói câu nào ừ thôi nói thì nói chả nói cũng chả sao đằng nào cũng phải làm vợ thằng cố sầu này thôi mà cố sầu vui lắm mặt mũi hớn hở như là trẻ con lại còn vênh lên nữa chả vênh mà được à được làm rể tộc trưởng rồi thì nghĩ đến lúc được ngồi lên ghế tộc trưởng hắn thấy như ngạt thở bọn thanh niên trai gái vẫn vừa đi vừa hát đứa trai nào cũng ước có một đám cưới to như thế đón được một cô dâu đẹp như thế nhà giàu như thế về làm vợ mình cứ ước thôi có ai cấm đâu nhà cố sầu đã ở ngay trước mặt nhà trai đã để sẵn một cái thang ba bậc phủ vải đỏ ở cửa để hai vợ chồng dắt nhau bước qua đấy vào nhà làm lễ trước bàn thờ gia tiên cố sầu buộc ngựa vào gốc cây ngay ngoài cổng đỡ cô dâu xuống định dắt vào nhà nhưng cô dâu đột nhiên dừng lại ngay trước khi bước qua cánh cổng đứng lại không đi nữa cả nhà trai lẫn nhà gái đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bà thím chạy lên, ghé sát miệng hỏi, "Chuyện gì thế, có chuyện gì thế?" Cố Sầu hơi nhăn mặt, "Bố mẹ đang đứng chờ ở trong nhà kia. Mẹ Cố Sầu chỉ chờ con dâu làm lễ xong thì dẫn đi xem các buồng để biết đây là nhà mình." Cố Sầu cầm tay cô dâu định kéo đi, nhưng cô dâu rằng lại, "Vợ à, vợ làm sao thế?" cố sầu đã tự nhiên gọi vợ như thể út đã là vợ của hắn từ cả năm nay rồi nhưng vợ hắn vẫn im lặng cố sầu không nhịn được kéo tấm vải chùm đầu ra định hỏi cho rõ mấy bà già kêu lên nhưng không kịp tấm vải đã tuột ra khỏi đầu cô dâu tất cả đều đứng như bị chôn chặt xuống đất tất cả nhà trai nhà gái người già người trẻ cô dâu mà cố sầu vừa đón về kia không phải là út là là nhinh cố sầu hét lên tiếng hét của hắn như thể làm tan cả mây trên bầu trời là nhinh im lặng thì chả im lặng biết nói gì bây giờ út đã trèo qua cửa sổ hẳn là thế rồi trong lúc cả nhà còn mải đón cô dâu ra trao cho nhà trai, thì út đã leo ra khỏi cửa sổ. Bà đã đứng đợi đằng út ở bên kia suối, đối diện với gốc cây sung to đùng rậm rạp cành lá. Út chỉ mang theo một cái túi vải, bên trong đựng mấy bộ quần áo. Bà nhìn thấy út, mắt sáng rực lên như hai đốm lửa. Trời vẫn còn tối lắm, phải nhìn vào lối mòn trăng trắng mà đi chứ không dám đốt đuốc. Bà đi trước, út theo sau. Trong lòng út có một con chim đã mọc đủ lông đủ cánh và nó đang đập những nhịp bội vàng cuốn quýt. Họ bỏ lối mòn và đi vào rừng, đi qua những nương ngô, qua những nương đậu tương, đi qua những cánh rừng già đầy cây cổ thụ, đi qua những mép bực sâu thăm thẳm, tối đen bà đã chuẩn bị cho việc này từ hai tháng nay rồi bà đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần nên giờ có nhắm mắt lại bà vẫn có thể dắt út đi tới đúng cái nơi định đến họ đi đến tận lúc mặt trời lên đỉnh đầu thì tới nơi từ đây chỉ đi một lúc là tới biên giới lưng chừng núi cách xa đường mòn và ở giữa một mảnh nương mà những hốc ngô đang bắt đầu lên xanh có một căn nhà nhỏ như lều canh nương sàn gỗ vách nứa mái lợp cỏ tranh cầu thang lên nhà có ba bậc từ đây nhìn về phía nam chỉ thấy một màu xanh của rừng những triển núi dựng như tường thành những khe nước sâu và một dòng sông đi ra từ đáy những ngọn núi trước nhà có một mảnh vườn nhỏ bên trong trồng mấy gốc bí hai luống rau cải một bụi gừng một cây ớt xanh mảnh vườn được rào kín không cho gà mẹ dẫn lũ gà con đi vào còn có một con chó lông đen óng như than nghiến và hai con ngan nữa đấy là những gì ba chuẩn bị để đón nàng út đến ở cùng ba xách nước lên lều cho út út ngồi bên bếp lửa đang tí tách reo má đỏ hồng như má em bé út dường như vẫn chưa tin nổi là mình đã thoát khỏi đám cưới như một trò trẻ con không biết ở nhà bây giờ ra sao bố sẽ nói như thế nào với nhà trai là nhinh nữa bị phát hiện chỉ là người đóng giả cô dâu thì người ta sẽ làm gì nhinh ôi nhinh ơi thương em quá đi tất tật cái gì cũng vì út kể cả mạng sống Ba nhìn nồi cơm đang sôi trào kêu khẽ, kìa cơm sôi. Út luống cuống rút bớt lửa. Út ít khi phải làm việc nhà, vì nhà rất đông người hầu. Út chỉ đi qua đi lại, xem cho biết thôi. Nhưng út giỏi theo thùa may vá, giỏi vì thích. Cái gì thích sẽ giỏi vậy thôi. Ba vần nồi cơm nhỏ xuống cạnh bếp, gắp mấy viên than đỏ, đặt lên trên vung bác lên bếp một cái nồi nữa để nấu canh. Trong nồi đã có măng. Bữa đầu tiên ăn cơm với nhau, bà sẽ cho út ăn canh măng nấu với mấy con nhái. Nước sôi, nồi canh tỏa ra mùi thơm, ba thả vào nồi mấy con nhái đã làm sạch. Lũ bọn chúng co chân vào, vào ôm lấy những ngọn măng rang nhỏ tí. Măng rang ngon nhất trong các loại măng mà đi lấy cũng khó phải chui vào những bụi dày để bẻ ngọn măng mà chúng lại bé đi cả ngày có khi mới được một bữa hai người ngồi ăn cơm bên bếp ba gắp cho út một con nhái ăn thử đi nhà nghèo mới có món này đấy người giàu không được ăn đâu út mỉm cười bây giờ trở đi chỉ có người nghèo thôi đã nghèo lại còn ở với nhau ba nhìn út nén tiếng thở dài chỉ sợ em không quen chịu khổ thôi út à miệng cơm tự dưng nghẹn trong miệng ba nhưng út đã nói khổ mà có anh thì bao nhiêu em cũng chịu được ba gật đầu nói khẽ ừ mình cùng cố nhé